Ông ơi, tự nhiên hôm nay tôi thấy tôi nhiều nếp nhăn hơn hay sao ấy? Giờ bà mới thấy à? Tôi thấy lâu rồi chứ. Nhìn chả muốn nhìn được luôn ấy. Sao cái nhăn sắc đi xuống thật ấy. Đấy, bà còn thi thoảng mới nhìn vào gương người bà đã than phiền đấy rồi. Còn tôi thế này, tôi suốt ngày là phải nhìn cái bán mặt của bà thế này, thì bà phải hiểu được cái sức chịu đựng của tôi nó như thế nào rồi đấy. Bá cho cái chứ. Biết thế ngay từ đầu không lấy vợ, lấy vợ khỏi như chúa đi. Sáng sớm đấy chú, sang thăm cháu à? Thăm cái gì? Chú đang đi chợ cho con vợ thì xe nó hư, mày xem hộ chú cái. Để đây cho xem nào. Rồi xong rồi đấy. Có vấn đề gì đâu mà. Thế của chú hết bao tiền đấy? Chú hết 3 triệu thôi, tao tặng luôn cái chai dầu nhớt này này. Bao tiền? 3 triệu thôi. Mày sửa xe của tí thôi, mày lấy tao 3 triệu à? Tí là tí như nào? Xe của chú này cháu liệt kê đây này, xích cam bị hỏng này, biên xe để cháy này, rồi xi lanh cháu phải thay luôn như này, rồi rất là nhiều cái lỗi vặt vãnh đấy. Mà cháu nói này, cái nguyên nhân mà xe chú hư ấy là do chú không thay nhớt đấy. Thế bao lâu rồi chú chưa thay đấy? Mới có hơn năm chứ mày. Ôi rồi đi xe người ta phải thay định kỳ chứ chú. Mà cháu nói chú nhá, 3 triệu là cháu còn tặng cho chú cái lọ dầu Castro này rồi đấy. Thay cái loại dầu này vào đó, mang lại khả năng mà tăng tốc vượt trội không phải đơn giản đâu. À thế à? Thế nhưng mà tiền đâu mà tao trả? Đàn ông con trai mày lại không có tiền trong người này. Tiền thì chú có thật nhưng mà con vợ thì tu hết còn đâu. Thế này, ngày đưa được năm mấy nghìn đi chợ ấy này. Tao chịu, cháu nói chú nghe này. Chú mà không trả tiền ấy thì cháu không trả xe, thế thôi nhá. Có cái gì mà mày căng thẳng thế nhở? Có gì chú về chú tương lượng với con vợ chú lại xem nào. Miệng mi đâu? Đưa cho bố mi mấy đồng để bố mi đi trả tiền sửa xe cái nào. Bao tiền? 3 triệu. Bao tiền? 3 triệu. 3 triệu á? Ừ, 3 triệu thôi. Anh à, rồi, đi vào đây đưa cho, đi vào đây.